Rồi, ngày hôm nay Long Hoài rất vui được gặp lại anh chị cô chú trong một video mới nhất về review bất động sản nhà vườn tại huyện Thủ Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 90 phút đi ô tô và cách biển Hồ Tràm cũng như là biển Vũng Tàu tầm khoảng 30 phút thôi ha. Và thửa đất ngày hôm nay có tổng diện tích là 1.000 m2, trong đó là mình sở hữu được một mặt tiền đường suối. Suối thì suối rất là to luôn anh chị ạ. Và nước chảy quanh năm và không khí ở đây rất là mát mẻ và cạnh với lại những ngôi biệt thự rất là hoành tráng luôn và cạnh với lại một trang trại rau sạch 4K, chuẩn tiêu chuẩn 4K luôn ha. Và thửa đất ngày hôm nay nó tọa lạc tại xã Bồ Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và thửa đất ngày hôm nay á là nó có cái mặt tiền đường nhựa thông thoáng, rất là sát với lại quốc lộ 56. Không khí ở đây thì rất là mát mẻ anh chị ạ. Và nó cũng gần với lại những hoạt động kinh doanh buôn bán tấp nập, tại vì Bầu Chinh nó nằm giữa hai thị trấn là thị trấn Kim Long và thị trấn Ngã Giao, và nó cũng giáp với lại xã Quảng Thành, giáp với lại Lăng Lớn. Và xung quanh mình là những ngôi biệt thự rất là khang trang ha, như anh chị cô chú mình vừa xem trên đoạn flycam mà Long Hoài bay đó. Cái đoạn này thì video này Long Hoài bay flycam hơi nhiều anh chị ha, tại vì Long Hoài muốn chia sẻ tới anh chị cô chú là cái vị trí đất này nó nằm ở một vị trí rất là tiềm năng, tại vì thông với tất cả các ngã đường để mà đi ra những con đường lớn, thì từ vị trí đất đi ra những con đường lớn rất là thuận tiện, và không khí ở đây thì cực kỳ mát mẻ. Long Hoài rất là tâm đắc tại vị trí ở đây ha. Dòng suối thì nước chảy quanh năm và có cây ăn trái đã cho thu hoạch, như là dừa nè, như là chôm chôm, như là xoài, như là me, rồi nói chung là rất là nhiều loại cây ăn trái, và dân cư ở đây là rất là đông đúc. Thì thửa đất ngày hôm nay nó kế với lại cái biệt thự mà có cái ngói màu đỏ đỏ này ha anh chị, và với một dòng suối bao quanh đó, trước mặt anh chị cô chú là suối đó. Đó, cái suối này chạy thẳng nè, rồi vị trí đất của mình là kế cái nhà màu đỏ đỏ đó, kế cái một cái trang trại rau sạch đó, nó chạy xuống. Rồi đây là đường quốc lộ 56, đoạn ngay chỗ tôn hoa sen, ngay chỗ đây thì có tôn hoa sen nè, có dịch vụ ăn uống như là Sam Cung Linh, như là cây xăng, rồi rất là nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán bám theo trục đường này. Và hướng này anh chị cô chú mình di chuyển thẳng là mình sẽ về tới Bà Rịa, về tới Vũng Tàu. Và về tới Bà Rịa mình mất tầm khoảng 15 phút đi ô tô thôi ha, và để di chuyển về Vũng Tàu mình mất khoảng 30 phút. Và để di chuyển về tới khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức, thì khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức là một khu công nghiệp rất là lớn, thu hút lượng lao động trong nước cũng như là ngoài nước về để mà sản xuất kinh doanh tại khu vực Sona Deji Châu Đức này ha. Và ngay chỗ Sona Deji Châu Đức thì nó có đồi cù suối Nghệ, có sân golf Châu Đức. Và từ vị trí thửa đất mình di chuyển trên tất cả các trục đường đều là ra tới vị trí của Sona Deji Châu Đức hết. Và thửa đất ngày hôm nay là nó sát với lại trục đường quốc lộ 56 đó. Và hướng này anh chị cô chú mình di chuyển thẳng một đường là mình sẽ ra tới cảng Cái Mép. Thì từ vị trí thửa đất mình ra tới cảng nước sâu Cái Mép ở Thị Vải ở Phú Mỹ là tầm khoảng 15 phút thôi là đã ra tới cảng nước sâu Cái Mép rồi. Và để di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh mình mất khoảng 90 phút, và di chuyển về tới sân bay Long Thành mình mất tầm khoảng 12 km thôi ha. Mặt đường nhựa rộng rãi và thông thoáng, rất là rộng rãi và thông thoáng luôn ha anh chị. Đó, phía trước của chúng ta là đường quốc lộ 56 rồi. Bên trái là mình sẽ về tới trung tâm thương mại Kim Long, và hướng này là mình về tới thị trấn Nga Giang ha. Hoạt động kinh doanh buôn bán bám theo hai trục đường này rất là tấp nập luôn ha anh chị ha. Đường đất ngày hôm nay nó thích hợp cho anh chị cô chú mình đầu tư, thích hợp cho anh chị cô chú mình làm nghỉ dưỡng, vì nó giáp với mặt suối và sát với lại đường quốc lộ, một lô đất cũng rất là khó kiếm. Và Long Hoài cũng công bố luôn cái giá luôn ha. Cái giá mà chủ mong muốn cho thửa đất ngày hôm nay nó có giá là 2 tỷ thôi ha. Và còn cái giá này còn gặp chủ để mà thương lượng được một cái giá tốt nhất nữa luôn anh chị. Tại vì chủ kêu với giá 2 tỷ, nhưng mà cần bán thì sát với đường quốc lộ mà cái khúc ngay chỗ đây á, đoạn ngay khúc chỗ đây á, là nó tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 750 cho tới là 1 tỷ một mét vuông rồi. Mà sát với đường quốc lộ mà đất xào mà chỉ có 2 tỷ thôi. Và đặc biệt của thửa đất ngày hôm nay nữa là trên cái quy hoạch mới của thửa đất ngày hôm nay là nó sát với lại trục đường Trần Hưng Đạo luôn ha anh chị. Trục đường Trần Hưng Đạo theo quy hoạch mới là trục đường Trần Hưng Đạo nó sẽ băng ngang cái thửa đất của mình luôn. Có nghĩa là sau này mình sẽ được hai mặt tiền đường. Mình được tới hai mặt tiền đường lận. Và đó là một cái ưu điểm về lâu về dài ha. Và đất của mình thì nó sát với lại con đường Trần Hưng Đạo, đó là trong quy hoạch, và hiện tại thì đường của mình là thể hiện trên sổ là 11 mét. Và sổ của mình là đang làm khu đo và đã có giấy nộp thuế rồi ha. Mình cần giữ lại cái nông trại làm rau sạch 4K luôn ha anh chị. Và kế bên cái biệt thự đang xây này thì ranh giới của mình là từ ngay chỗ cái cột mốc bên đây nè. Đổ thẳng qua bên đây làm được 11 mét mặt tiền đường nhựa thông ha. Và cái bên này là mình giáp với lại suối. Đó, thì cái mặt bên suối này nè là mình được khoảng 70 mét mặt suối ha. Đó, suối thì nước chảy quanh năm. Suối này là suối lớn luôn ha anh chị ha. Nước chảy quanh năm. Đó, rồi cái cạnh mà giáp với tường á là mình được 70 mét luôn ha. Và ở sâu cạnh này nè là được 70 mét, và ở sâu của mình là nở hậu đó ha, nở hậu khoảng 13 mét á, 13-14 mét ha anh chị. Đất thì nói chung á, cái thửa này á thì thấp hơn cái thửa này, do thửa này là mới vừa làm nhà xong thì thửa này nó thấp hơn thửa này. Ví dụ như anh chị mà muốn xây nhà thì mình kè lại cái bờ suối xong xuôi rồi mình xây nhà lên ha, thì cái độ thấp nó cũng thấp không có nhiều. Nhà này cũng mới vừa hoàn công xong anh chị ha. Rồi ở trên đất mình á, sát dưới bờ suối á, trước khi bước vào đất thì mình có một cây me trước ngõ, cây khế sau nhà. Đó, cây me rất là to luôn ha, hoành chà bá luôn.
bọc xanh luôn ha. Ngay chỗ đây là mình có một cây cây mận nè, hai cây mận luôn. Rồi trong đây cũng có cây mận nữa, ở đây thì có cây dừa, quá là mát mẻ luôn ha. Chỗ này mà làm nghỉ dưỡng sau những giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng thì quá là ok luôn anh chị. Gần suối cho nên không khí nó rất là mát mẻ ha anh chị. Ở đây thì mình kế bên dưới cái vườn rau 4K cung cấp cho những siêu thị, những chợ đầu mối, những nhà hàng. Suối rất rộng rãi luôn ha anh chị ha. Rồi, ở đây là vị trí cuối đất rồi. Ngay đây là mình có một cây dừa nè. Rồi, cặp với bên hông suối là có cây, có lũ tre. Ở đây thì có cây chôm chôm đang cho trái luôn. Đó, chôm chôm cho trái luôn ha. Quá trời hết. Cây dừa cũng có trái luôn nè. Dừa cũng có trái mà chôm chôm cũng có trái luôn. Rồi, cặp với lại cái suối mình là có mít nè, có mấy cây phát tài, có bưởi, có dừa, có xoài. Trước đất của mình là có cây me luôn ha. Đó thì cái cạnh bên đây là mình được 70 mét nè anh chị, cạnh của bờ tường bên đây là được 70 mét ha. Và cạnh với cái bờ suối bên này á là mình được khoảng 70 mét luôn. Và cái hậu của mình á là 13 mét ha anh chị. À, lô đất này nó thích hợp để anh chị mình xây nhà, làm nghỉ dưỡng. Đất thì nó thấp hơn so với cái nhà này thì mới vừa hoàn công rồi chị ha. Mình đổ đất vô. Bên cung bên đây còn nhiều, còn diện tích rất là nhiều. Cái bề ngang của cái thửa này á là nó còn tầm khoảng 10 giờ. Cái bề ngang mà khúc chỗ đây á là nó tầm khoảng 10 15 mét ha anh chị. Đó, chôm chôm chín kìa, thích không? Ừ, chôm chôm chín quá trời, đỏ cây luôn. Nãy lúc mà có hái một trái ăn, cái trái này là chôm chôm tróc à. Dừa, dừa thì cũng có trái rồi. Rồi anh chị cô chú mình đang quan tâm một thửa đất ở Bầu Trinh, quan tâm một lô đất nghỉ dưỡng với tổng diện tích là 1.000 m², tổng tầm tài chính khoảng 2 tỷ, thì mình có thể tham khảo lô đất này ha. Cho mà thấy lô đất này nó rẻ hơn thị trường và cũng sàng lọc rất là nhiều từ pháp lý, từ sổ sách giấy tờ cho tới vị trí và những cái tiềm năng giá trị trong tương lai, để Long Hoài quyết định đi quay để gửi đến anh chị cô chú. Rất mong được anh chị cô chú đón nhận cái sản phẩm mới này ha, và cũng rất mong anh chị cô chú mình có những tương tác và những phản hồi để kênh bất động sản Long Hoài ngày càng phát triển hơn, để phục vụ, để tư vấn, để cung cấp những thông tin mới nhất về lô đất, về bất động sản hiện tại và bất động sản tại Vũng Tàu. Cảm ơn anh chị cô chú đã xem hết video, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực bất động sản và tất cả các những thứ xoay quanh hiện tại Vũng Tàu. Cảm ơn anh chị cô chú.